Bảo An ơi, Bảo An ơi, màn hình của con đâu rồi nhỉ? Cô chào Quý Dương, Quý Dương ơi, con để điện thoại sang như này nè. Để Hải, ngay. Chị Hải. Hello Bảo An. Chị Kiên ơi, chị Kiên con để ngược lại. Con chào cô. À không được à, chị Kiên để cho cái xoay tự động ấy. Đó, cô mang ngược rồi, để lại. Đào chút mua nhiều. À, sao ngược vậy? Sao mình ngược đó, ngược đó. Nguyễn Thị Hải Vân. Cái bài này bài thấp quá. Thấp quá. Còn thiếu nhà Hoàng Thực Xuân Phúc. Còn thiếu hai bạn nữa vào nhỉ. Chị Kiên. Ơi, Quý Dương ơi, Quý Dương đứng hình rồi. À ok. Chị Kiên ơi, mẹ con có ở bên cạnh không? Không quay sang thì được nhỉ? Điện thoại con quay không quay ngang thế này được nhỉ? Bài con thấp quá. Mẹ để cho nó xoay tự động á. Bảo An biết chơi Rubik cơ à? Mẹ hỏi đi con. Cái này để cô nói nhỉ? À đây được rồi đấy, chị dạ. Xem được rồi. Chúng mình đợi một chút xem có bạn nào vào không nhé. Wow. Cô mà chia sẻ lần nữa. Lâu để cô gọi các bạn khác vào đây nhé. Listen to me. Listen to me. Ai nói listen to me đấy? Chị Kiên. Chị Kiên, how are you today? How are you today? Are you good? Are you good? Khỏe không con? Are you good? Say yes. I'm okay. Quý Dương, are you good today? Quý Dương, are you good today? I am good today. Good job. Bảo An, how are you? Bảo An, how are you? Con cứ bật tiếng lên đi. How are you? Are you good? Khỏe không con? Are you good? I'm fine, thank you. Wow, good job. You're fine. I love you all. Chắc là các bạn ấy sẽ vào sau nên chúng mình sẽ cứ bắt đầu cuộc bài học nhé. Alright, okay. Okay, 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 okay. Okay, let's say okay and we're gonna learn. Now let's share the screen. Let's listen to a song, song. Let's listen to a song. Oops. Oops. Oops, oops, oops. Me. What? Hello, hello, how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm good. I'm great. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm good. I'm great. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm tired. I'm hungry. I'm hungry. I'm not so good. I'm not so good. Hello. 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 How are you? Hello. Hello. How are you? Hello.
Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Thank you. Thảo An ơi, ai vào giúp con hả Thảo An? Ai vào giúp con? Ai vào lớp học giúp con? Mẹ con hả? Anh con hả? Rồi, ok, good job. Thảo An, Bảo An. Ok, Thảo An nhá. Thảo An, mẹ con là gì? Mẹ con là Vũ Thục Quyên. Hoàng Thục Quyên ạ. À, Thục Quyên à? Vâng. Bảo An. An sinh nhật Thảo An. Ở nhà gọi là Thảo An rồi ạ. Rồi, đúng rồi, Thảo An, ok. Thế mà lúc nãy con vào cái lớp kia con tưởng là bạn nào? Lúc nãy con cũng vào cả lớp kia. Cô tưởng là cô con vào nhầm lớp này. Ok, good job. Thế thì chúng mình sẽ học cùng nhau nhé. Hello everybody, this is Teacher Mango. Everybody say hello Teacher Mango. Hello Teacher. Everybody say hello Teacher Mango. Hello Teacher Mango. Hello Teacher Mango. Hello. Hello. Hi Teacher. Hello Thảo An. Hello Teacher. Hello Thảo An. Mango. Good job. Let's go. Teacher Mango. Everybody. 4, 5. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Yep. Quan chu tu bu quan. Quan. Everybody say 1. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 5. Good job. One more time. 1. 1. 2. 3. 1. 4. Wow, good job. Stand up. Everybody stand up. Stand, stand, stand. Stand, 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 stand. Thảo An stand. Bảo An stand. Rồi, được rồi. Quick, 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 quick. 1, 6. 1. Quý Dương, sit down. 1, 6. 1, 6. Quý Dương, sit down, sit down, sit down. 1, 1, 2. 2. 2 là đúng rồi. 3, 4, 5. Okay, all right, good job. 1, stand. 2, 3, 4, 5. Yeah, good job. One more time. Một lần nữa này. Chúng mình phải đọc to lên nha. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn tự nói đi, tự nói đi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down, sit down, sit down. We're gonna learn. All right, how many people are there? There are 4. There are 4 people here, all right? This is Danny. Everybody, Danny. Danny, Danny. 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 Emma, Danny. Emma. Danny. Danny. Emma. 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 Julie, Julie. Emma. Julie, Julie, Julie. Mike, Emma. Mike. Emma.
Mike. Julie. Okay. Now we're gonna listen. Oh, listen. 1, 2, 3, 4. Welcome. A. Listen, point, and say. 1. Hi, I'm Danny. 2. Hello, my name is Emma. Emma. Hello, Emma. I'm Julie. Emma. 4. Hi, my name is Mike. Mike. Đúng rồi. Okay, listen. Page 2. Welcome. 2. A. 1. Listen. Actually. 1. I'm Danny. Danny. Emma. Hello, I'm Julie. Emma. 4. Emma. 4. My name is Julie. Julie. Okay. Chúng mình nhớ hết tên của bốn bạn chưa? Dạ rồi. Nhớ chưa? Con nhớ không? Okay, let's go. Everybody say again. Danny. So who's this? Cô sẽ để hình từng bạn nhá. Who's this? Danny. Who's this? Ai nhỉ? Danny. Danny. Good job. Danny. Good job. Who's this? Emma. Good. Emma. Julie. Emma. Who's this? Emma. And who's this? Mike. All right. Good job. Let's play again. Chúng mình chơi để nhớ tên các bạn nhé. Let's go. Who's this? Emma or Julie. Oh yeah. Thảo An, good job. Let's go next. Who's this? Emma. Wow. Emma. Let's check. Emma. Oh, Emma. Yeah. Yeah. Emma. Oh. Next. Emma. Who's this? Who's this? Danny. Danny.
What? Again? Nói to lên, nói to, speak louder. Danny or Mike? Danny! Danny, Quý Dương. Danny. Awesome. Bảo An, Bảo An, Chị Thiên, good job. Let's go, next. Emma or Mike? Mike. Yeah. Chúng mình ơi giỏi quá. Oh yeah. Good job. Yeah. All right, hold this. Emma or Julie? Julie. Now Thảo An, who's this? Bây giờ cô hỏi đến bạn nào bạn ấy nói nhé. Thảo An, say. Julie. Oh yeah. Yeah. Thảo An, high five. Bảo An, let's go. Bảo An, who's this? Push it. Emma. Oh, good. That's Emma. Yeah. Good job, Bảo An. Chị Kiên, let's go. Who's this? Chị Kiên, who's this? Danny or Mike? Chị Kiên, Danny or Mike? Danny or Mike? Chị Kiên say, Danny, các bạn giúp đỡ rồi đấy. Danny. Nói to lên. Danny. Ok, good job. Now, Chị Kiên, sorry, Quý Dương, who's this? Mike. Oh, yeah. Good job. Everybody, các bạn nào, everybody, who's this? Emma or Julie? Julie. Everybody say Danny. Bây giờ chúng mình sẽ học về các hành động nhé. Chúng mình có 6 hành động ở đây. We have 6 actions here. The first one, listen. Listen. Good job. Number two, point. Point to your nose, point to your ears, point to your glasses. Point. Number 5, ask.
Number five, ask. Ask là hỏi nha. May I ask? May I ask? Quý Dương, what's your favorite color? Quý Dương, what color do you like? I ask you. What? Quý Dương, what color do you like? Quý Dương, what color do you like? What? Okay. Vậy các bạn hiểu chưa nhỉ? Good, good job. Vậy hiểu chưa? Cô nói là ask, tức là cô hỏi ai đấy? Ask. Good job. You can say ask. Yeah. Everybody say ask. Ask. Good job. Number six. Answer. Okay. Vậy các bạn hiểu là ask là hỏi. I ask, and you answer. Tức là cô hỏi và các bạn trả lời nhé. Các bạn trả lời cô, còn cô hỏi, okay? I ask, and you answer. Everybody say, ask. Ask. All right. Answer. Good job. Let's go. Nào, bây giờ cô cho từng hình một để xem bạn nào nói thật to nhé. Bạn nào biết nói thật to thật nhanh nhé. Let's go. Who can say first? Talk. Ask. Okay, good job. And answer. Good job. One more time. Nhìn hình nào. Look at the picture and say point. Point to your nose. Everybody point to your nose. Point. Chỉ nào các bạn ơi, chỉ vào mũi này. Point to your nose. Point. Good job. Listen. Ask.
Ask. Okay, everybody say ask. Okay, Answer. Good job. Now let's play a game. Okay. Let's play a game. We're gonna go. Here we go. What's this? What's this? 1, 2, 3, 1, 2, 3. What action is it? Đây là hành động gì nhỉ? What action is it? Count. No, it's not answer. It's not count. So what's it? Ôi, tớ không biết. Không biết thì phải hỏi đúng không? Không biết. What? What? Không biết. When? Ask. Thôi cái hình này khó quá, chúng mình phải nói nhiều lên. Ask and answer. Ask and answer. Good job. Let's go next. Listen. Okay. Good job. Ask.
ask. Ask. Okay, answer. Answer. All right, good job. Good job. Here we go. Rồi chúng mình ôn lại bài chút nào. Danny. Emma. Julie. Emma. Answer. Okay, now Thảo An, you go first. Where's Thảo An? Okay, Bảo An, you go first. What this? Listen. Good job. Next. Point. Good. Count. Good. Talk. Good. Ask. Good. And? Answer. Well done. You say? Danny. Emma. Good. Julie. Good. Mine. Wow. Well done. Thank you, Bảo An. Good job. Yeah. Now, Chicken, let's go. Chicken, say, listen. Chicken, ơi, nói to lên. Cô đang ôn bài cho con này. Listen. Nói đi, con nói đi. Listen. Không nhớ. Đấy, cô nói cho rồi mà. Con nói theo cô thôi. Listen. Listen. Point. Count. Talk. Ask. Okay, and answer. Good job. Answer. Mike. Mike. Julie. Emma. Danny. Rồi, chị Kiên ơi, con nói rất là tốt nhưng mà con chưa nhớ. Nên là bây giờ cô sẽ gọi các bạn khác. Thì con cũng phải đọc theo nhé. Ok? Vâng. All right, Thảo An, let's go. Thảo An, say. Thảo An, let's say. Thảo An, bật tiếng lên con. Con không biết. Con không biết là không ai ở bên cạnh à? Được rồi. Ok, Thảo An say, listen. Listen. Good, next. Good, next. Không, next là cô bảo tiếp theo. Cô chỉ vào đâu thì con đọc cái hình đấy nhá. Thảo An. Point. Good, next. Count. Good. Talk. Ask. Answer. Good job, Danny. Danny.
Emma. Emma. Julie. Julie. Mike. Mike. Ok, Thảo An cũng nói rất là giỏi luôn. Nhưng mà con cũng chưa nhớ giống bạn Trí Kiên nè. Nên là bây giờ cô sẽ gọi bạn Quý Dương. Và tất cả các bạn lại đọc theo nhé. Vâng. Good job, thank you Thảo An. Quý Dương, here we go. Listen, listen. Listen, listen, listen. Good, next. Listen, listen, listen. Next, cái hình tiếp theo rồi. Next. Point. Good. Number three. Count. Talk. Ask. Okay, next. Answer. Answer. Good. Danny. Jenny. Emma. Julie. Mike. Good job, everybody. Good job, Quý Dương. Okay. Thế thì đây sẽ là bài tập về nhà của các bạn nhé. Các bạn quay video lại và đọc tên thật to các hành động này. Và đọc tên thật to bốn bạn này. Okay. Hiểu chưa nhỉ? Alright, good job. West Thảo An. Chị Kiên ơi, Quý Dương ơi, Bảo An ơi, hôm nay học có vui không các con? Có. Bài học có dễ không nhỉ? Có. Rồi, chúng mình chưa nhớ thì chúng mình phải ôn lại nhé. Ôn lại và quay bài tập, quay video nhé. Mỗi ngày một video hoặc là nhiều hơn, quay đến khi nào mình nhớ thì thôi. Ok không? Okay, chúng mình nói okay teacher. Okay teacher. Chị Kiên, Quý Dương, như vậy okay teacher. Okay teacher. Chị Kiên ơi, okay teacher. Okay teacher. Quý Dương đứng hình rồi. Đúng không các bạn? Quý Dương đứng hình rồi. Không thấy cử động gì rồi, đứng yên rồi. Ok, yêu các bạn quá. Các bạn hôm nay học rất là giỏi. Cảm ơn các bạn, bye bye. Bye bye. Bye bye.